Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo tin tức, lệnh ngừng bắn ở dải Gaza đang được thực thi trước thời điểm lực lượng Hamas thả 13 con tin đã bắt vào ngày 7 tháng 10. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau 48 ngày xung đột, nhưng cả hai bên đều cảnh báo giao tranh sẽ còn tiếp tục kéo dài. Reuters cho thấy xe tăng của quân đội Israel di chuyển khỏi phía bắc dải Gaza. Viện trợ cho người dân tại Gaza cũng được tăng cường. Các xe tải viện trợ bắt đầu từ Ai Cập tiến vào khu vực qua cửa khẩu Rafah khoảng 1,5 giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Hai xe tải đại diện cho các tổ chức Ai Cập có treo biểu ngữ chung tay vì nhân loại và vì những người anh em ở Gaza. Lãnh đạo cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập cho biết, kể từ ngày 24 tháng 11, 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ vào Gaza từ Ai Cập hàng ngày. Gaza cũng sẽ tiếp nhận khoảng 200 xe tải chở thực phẩm, nước và thuốc mỗi ngày. COGAT, cơ quan Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine xác nhận 4 xe nhiên liệu và 4 xe khí đốt đã tiến vào Gaza sáng nay để cung cấp cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc. Tờ The Jerusalem Post ngày 24 tháng 11 dẫn thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas vẫn chưa kết thúc mà chỉ đang tạm dừng. Trước mắt, nỗ lực chính là đưa những người bị Hamas bắt cóc trở về. IDF tin rằng chỉ có cuộc tấn công trên bộ ở dải Gaza và giáng đòn vào Hamas thì mới có thể khiến lực lượng này phải trả lại con tin. Ngay cả trong cuộc tấn công trên bộ, các hoạt động giải cứu con tin vẫn được thực hiện và IDF sẽ tiếp tục làm như vậy. Trong thời gian tạm nghỉ để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Hamas, IDF sẽ tập trung vào việc bảo vệ lực lượng của mình, tăng cường mức độ sẵn sàng về hậu cần và rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra cho đến nay, cũng như chuẩn bị và lập kế hoạch cho việc tiếp tục chiến tranh, thu thập thông tin, tình báo và phê duyệt các mệnh lệnh khi giao tranh tiếp tục trở lại. Một trọng tâm khác là IDF ngăn cản người Gaza di chuyển về phía Bắc. IDF hiện đang ở thế phòng thủ và gặp phải những thách thức trong hoạt động. IDF nhấn mạnh mọi mối đe dọa với các lực lượng của quân đội Israel đều đã được đáp trả một cách mạnh mẽ và sẽ tiếp tục như vậy. IDF sẵn sàng tiếp tục tấn công về phía trước và sẽ không cho phép người Gaza quay trở lại phía Bắc Gaza. Những nỗ lực quay trở lại phía Bắc Gaza đều sẽ bị ngăn cản. Vietnamnet đưa tin Ngoại trưởng Qatar Masdeq Al-Ansari thông báo trên mạng xã hội X. Chúng tôi xác nhận Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đã tiếp nhận 24 công dân, trong đó có một số phụ nữ và trẻ em. Ông Al-Ansari cho biết trong số 24 người được Hamas trả tự do có 13 công dân Israel, một số mang hai quốc tịch, cùng 10 công dân Thái Lan và một người Philippines. Chi nhánh Hội Chữ thập đỏ tại khu vực cùng ngày xác nhận đã tiếp nhận từ Hamas 24 con tin từ dải Gaza. Họ được đưa sang Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah giữa nước này với Gaza. Cũng trong ngày 24 tháng 11, ICRC điều xe buýt tới nhà tù Offer ở bờ Tây để đón 39 tù nhân Palestine được Israel trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm 24 phụ nữ và 15 trẻ vị thành niên. Phía Israel cũng thông báo đã nhận được danh sách các con tin mà Hamas sẽ tiếp tục trả tự do trong ngày 25 tháng 11. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trước đó viết trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội rằng 12 công dân Thái Lan đã được trả tự do, nhiều hơn 2 người so với con số Qatar đưa ra. Hiện chưa rõ nguyên nhân cho sự khác biệt này. Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để đẩy nhanh quá trình đưa các công dân của họ hồi hương. Reuters dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu: "Chúng tôi vừa hoàn tất việc trao trả các con tin đợt đầu tiên gồm trẻ nhỏ, mẹ của các em và những phụ nữ khác. Nhưng tôi xin nhấn mạnh với các bạn, các gia đình và các công dân Israel rằng chúng tôi cam kết sẽ đưa tất cả các con tin do Thái trở về." Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC, 24 con tin nói trên đã được 4 xe cứu thương của tổ chức trở ra khỏi dải Gaza và bàn giao cho chính quyền Ai Cập tại cửa khẩu biên giới Rafah. 8 nhân viên ICRC đã đi cùng đoàn xe này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận những người do Thái mới được Hamas thả hiện đã về tới Israel và đang trải qua thăm khám sức khỏe. Tuyên bố của IDF cho biết các con tin mới tự do đã trải qua cuộc đánh giá y tế ban đầu bên trong lãnh thổ Israel. Họ sẽ tiếp tục được các binh sĩ IDF tháp tùng trên đường tới những bệnh viện được chỉ định của đất nước để đoàn tụ với gia đình. Theo thông tin từ báo tin tức, trong gần 7 tuần, Israel tấn công liên tục vào dải Gaza, nhưng sáng 24 tháng 11 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khan Yunis ở phía nam Gaza yên ắng không còn tiếng súng. Theo các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, người dân sống gần khu vực Khan Yunis cũng di chuyển tấp nập cùng với đồ đạc. Một người đàn ông cho biết ông cảm thấy phấn khởi khi người dân ở phía nam dải Gaza có thể đi lại tự do. Trẻ em cũng được ghi nhận chạy nhảy phấn khích trên đường.
Bà Hajat A. Muhammad, 50 tuổi, nằm trong số những người Palestine nhanh chóng tận dụng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas để quay trở về nhà. Bà Hajat A. Muhammad nói với phóng viên hãng thông tấn AFP Pháp: "Tôi sắp về nhà, tôi sắp chạy trốn khỏi cái chết, sự hủy diệt và mọi thứ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Tại sao họ lại hành động như vậy với chúng tôi? Cuộc sống của người dân Gaza đã đảo lộn hoàn toàn kể từ khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10. Phía Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin trong vụ việc này. Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo rằng các đợt ném bom đáp trả kéo dài nhiều tuần của Israel đã khiến gần 15.000 người tại Gaza thiệt mạng, khoảng 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,7 triệu trong tổng số 2,4 triệu người ở Gaza đã phải di rời và hơn một nửa số nhà cửa tại dải đất này bị hư hại hoặc phá hủy. Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, Israel tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy lực lượng hải quân của Hamas ở Khan Yunis trong một cuộc không kích ở dải Gaza chỉ vài giờ trước khi bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời. Báo Time of Israel đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tiêu diệt ông Amu Abba Salalah và một thành viên khác của lực lượng hải quân Hamas chỉ vài giờ trước khi bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời. Quân đội Israel cho biết ông Salalah là một đặc vụ cấp cao của lực lượng hải quân Hamas và ông này đã tham gia chỉ đạo một số cuộc tấn công khủng bố bằng đường biển. Theo Israel, những cuộc tấn công do ông Salalah chỉ đạo đều đã bị phía Tel Aviv đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố chiến dịch quân sự tại dải Gaza sẽ được tiếp tục nhưng với cường độ mạnh hơn trong ít nhất 2 tháng tới, ngay khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas kết thúc. Trong cuộc trao đổi với các binh sĩ thuộc đơn vị biệt kích Sayetet 13 của Hải quân Israel, ông Gallant cho biết rằng điều mà các bạn cần làm trong thời gian ngừng bắn này là tổ chức chuẩn bị, điều tra bổ sung vũ khí và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Nhắc lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, tham mưu trưởng của IDF Trung tướng Hezi Halevi cho biết quân đội Israel sẽ không kết thúc chiến tranh. Theo ông Halevi, phía Israel đang cố gắng tạo áp lực đối với tổ chức Hamas nhằm tạo điều kiện để giải thoát các con tin bị bắt cóc. Ông Halevi cho biết, chúng tôi sẽ không kết thúc chiến tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng. Chúng tôi sẽ bước tiếp về phía trước và tiến đến các khu vực khác của Hamas. Bình luận của ông Halevi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên cơ quan Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari đưa ra cảnh báo về những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian ngừng bắn. Đồng thời, ông Hagari cũng cho rằng Hamas có thể sẽ cố gắng gây áp lực tâm lý lên công chúng Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!